Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là cụm chân sạc của điện thoại Oppo A9 220 đang được chờ thay mới tại di động cao cấp chấm em Khi điện thoại Oppo A9 220 không sạc được pin, sạc pin lúc được lúc không chập chờn cần một địa chỉ thay mới chân sạc cho điện thoại Oppo A9 220 Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 096 1234 Chúng tôi có mọi loại linh kiện trên điện thoại Oppo A9 220 nói chung và phần chân sạc của máy nói riêng thì mới bị các bạn khi cần. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn Chúng tôi tiến hành thay mới vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới chân sạc cho điện thoại Oppo A9 220. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 096 123 Đây được kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Xin cảm ơn vị bạn đã xem video Tại di động cao cấp.vn. Để chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại Oppo A9 220 ở đầu hiện nay.